Chào các bạn, mình là Miu Nguyễn. Mình ở cùng gia đình dế, bé. Mình thích nhất khi tất cả mọi người ở nhà. Mỗi khi cả nhà đi vắng, mình thấy cô đơn lắm. Bây giờ thì bố mẹ dế đã về nhà. Bạn của dế là Kiu cũng ở lại ăn cơm. Để mình ngó vào bếp xem mọi người đang làm gì nhé. Trong bếp, mỗi người một việc. Dế nấu cơm bằng nồi cơm điện. Mẹ rán cá. Bố luộc rau. Bà xào nấm với thịt gà. Chà chà, bữa cơm hôm nay đủ các món. Luộc này, rán này, xào này. Cô Thị Anh xin chào các bạn trẻ thân mến. Miu xin chào các ông bà, bố mẹ, các gia đình học tiếng Việt. Không biết bữa cơm ở nhà các bạn thường có những món gì? Có nhiều món như ở nhà Miu, Dế và bé không? Một món luộc, một món rán, một món xào. Có nhiều cách nấu thức ăn. Mỗi cách đều có những đặc trưng riêng. Miu và các bạn có phân biệt được luộc, xào, rán và nấu canh khác nhau thế nào không? Như thế nào ạ, cô Thùy Anh? Thế này nhá. Rán, chúng ta rán bằng dầu ăn. Chúng ta rán cá và có món cá rán. Chúng ta rán trứng, có món trứng rán. Chúng ta rán thịt thì có món thịt rán. Rán đùi gà thì có đùi gà rán. Cô Thủy Anh ơi, Miu còn nghe thấy đùi gà chiên nữa cơ. Đúng rồi, Miu rất là giỏi. Người miền Bắc thì hay nói là rán, còn người miền Nam thì nói là chiên. Rán và chiên như nhau thôi. Ui, Miu chảy hết cả nước miếng rồi. Meo meo. Bây giờ chúng ta nói đến cách làm các món khác nhé. Xào. Xào thì bằng dầu ăn và một chút nước cho mềm. Ta xào rau thì có món rau xào. Ta xào nấm thì sẽ có món nấm xào. Ta xào miến thì có món miến xào. Xào mì thì có mì xào. Quá đúng luôn. Miu rất là giỏi. Còn bây giờ chúng ta sẽ luộc. Chúng ta luộc chín thức ăn bằng nước sôi rồi vớt ra. Bây giờ chúng ta luộc rau thì sẽ có món rau luộc. Luộc gà thì sẽ có món gà luộc. Và luộc thịt thì chúng ta có món thịt luộc. Thế còn bây giờ nói đến nấu canh thì chúng ta cần nhiều nước hơn. Và khi ăn thì chúng ta sẽ ăn cả nước, cả cái chứ không vớt ra như món luộc. Ngon quá cô Thủy Anh ạ. Nhâm 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 nhâm, ngon quá. Như vậy, Miu và các bạn đã nhớ thế nào là món rán, luộc, xào và nấu canh chưa? Rồi ạ. Giỏi lắm. Thế thì bây giờ cô đố Miu và các bạn nhé. Để rán, luộc, xào, nấu canh, chúng ta cần những thứ gì trong mấy thứ sau đây? Nồi, chảo, dầu ăn và nước. Ví dụ nhé, rán cá thì cần những gì? Tất nhiên là dầu ăn ạ. Và nồi... có phải nồi không ạ? Thế còn các bạn trẻ, có đáp án giống như của Miu không? Dầu ăn thì đúng rồi. Chúng ta đợi dầu sôi lên rồi thả cá vào. Nhưng mà ai lại rán cá bằng nồi nhỉ? Chúng ta phải dùng gì nhỉ? Chảo nhá. Đáp án là chảo và dầu ăn. Chắc là có nhiều bạn trả lời đúng đấy Miu ạ. Miu nhầm một chút. Cô Thủy Anh đố tiếp đi ạ. Cô đố Miu và các bạn nhé. Món ăn nấu kiểu gì thì cần chảo và dầu ăn nữa nhỉ?
Ngoài món rán hoặc còn gọi là chiên ra, thì món xào cần chảo và dầu ăn ạ. Chuẩn, đúng rồi. Lần này Miu nói rất đúng. Chảo còn dùng để xào nữa nhé. Cho một chút dầu ăn vào, thả rau, nấm, thực phẩm vào để xào. Và khi xào, chúng ta cũng có thể cho thêm một chút nước cho mềm. Cảm ơn cô Thủy Anh. Các bạn trẻ chắc cũng nhớ khi xào, mình đảo thực phẩm sao cho chảy ra chút nước, có thể thêm nước vào. Bây giờ thì dễ rồi. Món gì có thể dùng nồi và nước nhỉ? Các bạn trả lời trước đi. Miu nghĩ có thể là món rau luộc. Hoặc là củ quả luộc cũng được này. Rồi là... gà luộc nữa ạ. Miu và các bạn rất giỏi. Các món luộc thì chúng ta cần nồi và nước. Nhưng nồi và nước còn có thể dùng để nấu gì nữa nhỉ? À, hình như các bạn trẻ đang nói là nấu canh. Canh cá ạ. Nhớ cho thì là vào các bạn nhé. Giỏi quá. Canh cá này, canh rau này, canh nấm này, các loại canh đều cần đến nồi và nước. Vậy là chúng ta đã biết, dùng chảo thì để rán và xào, dùng nồi để luộc và nấu canh. Các bạn thân mến, các bạn có còn nhớ trong câu chuyện của chúng ta, khi chuẩn bị cơm đãi khách, ai đã làm món gì không? Ví dụ này, mẹ đã làm gì nhỉ? Bà, bố và dế đã làm món gì nhỉ? Các bạn có còn nhớ không? Miu nhớ ra rồi. Mẹ rán cá, bố luộc rau, bà xào nấm với thịt gà, dế nấu cơm. Miu có trí nhớ thật là tốt. Và như thế là mỗi người một việc. Cách nói hay quá cô Thị Anh nhở. Mỗi người một việc, mỗi người một một cái gì đó. Đúng vậy. Miu ơi, cô có 2 quả táo. Cô tặng Miu một quả này. Thế là mỗi người một quả táo. Đúng rồi. Thế Miu là người à? Bây giờ mời các bạn nhìn lên màn hình. Chúng ta cùng nói theo mẫu nhé. Mỗi người một cái bánh. Mỗi người một bông hoa. Mỗi người một tách trà. Mỗi người một quả táo. Các bạn ơi, bây giờ khó hơn một chút. Không phải là một sự vật nhìn thấy được. Ví dụ, cô Thủy Anh thích ăn phở, còn Miu lại thích ăn cá. Đấy gọi là mỗi người một gì nhỉ? Sở thích ạ. Đúng rồi, mỗi người một sở thích. Cô Thủy Anh ước mơ trở thành họa sĩ. Thế còn Miu? Thỉnh thoảng, Miu ước mơ trở thành người cô Thủy Anh ạ. Như vậy, chúng ta sẽ nói mỗi người một ước mơ. Và nếu cô Thủy Anh đọc bài thơ, mời vào, Miu đọc bài thơ Con mèo mà trèo cây cau, thì mình nói mỗi người một bài thơ. Bây giờ chúng mình im lặng và nghĩ, mỗi người nghĩ về một điều khác nhau. Vừa rồi chúng ta đã có mỗi người một ý nghĩ. Ano, thật là tuyệt. Mỗi người một sở thích, mỗi người một ước mơ, mỗi người một bài thơ, mỗi người một ý nghĩ. Bạn thân mến, nhân thể khi chúng ta nhắc đến từ ý nghĩ, cô Thủy Anh đố các bạn viết đúng những từ chứa tiếng bắt đầu bằng âm ng. Chúng mình sẽ viết là ng đơn hay ng kép nhỉ? Các bạn hãy ghi nhớ, ng kép chỉ đi với i, e và e. Còn lại tất cả là ng đơn nhé. Các bạn hãy lấy giấy và bút ra nào. Xin mời các bạn. Rồi, bây giờ cô sẽ đọc nhé. Các bạn hãy viết. Xong chưa? Cô sẽ đọc nhá. Bắt đầu này.
ngủ. Ngó. Nghe. Ngồi. Nghĩ ngợi. Ngơ ngác. Xin nhờ các ông bà, bố mẹ kiểm tra hộ Miu xem các bạn viết có đúng không ạ? Nếu đúng hết, nhớ các ông bà, bố mẹ khen ngợi các bạn và chụp gửi lại cho chương trình qua email. Chào tiếng Việt vtv4a@gmail.com hoặc fanpage Chào tiếng Việt để Miu và cô Thủy Anh cùng xem nhé. Và nếu có sai một chút, sai một vài từ cũng không sao. Chúng ta sẽ nhớ mãi không quên, lần sau không bao giờ sai nữa nhé. Còn bây giờ, cô Thủy Anh có thử thách thứ hai gửi cho các bạn. Các bạn hãy tự nấu một món ăn và mời cả nhà. Có thể là món rán chiên, hoặc là xào, hoặc là luộc, hoặc là một món canh. Nếu mà các bạn chưa nghĩ ra món gì, thì các bạn có thể thử rán trứng như gợi ý ở trên hình này nhé. Buổi sau, chúng ta sẽ cùng nấu ăn và chia sẻ các bí kíp nấu ăn cho nhau nhé. Bài học của chúng ta tới đây là hết rồi. Còn bây giờ, Miu mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Vào bếp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Chén canh rau hấp thêm mấy con tôm cho mẹ để mẹ ăn cơm. Vào bếp đổ cây trứng ốp la, lấy con cá kho thêm mặn mà để dành cho cha. Mẹ khen cháu chén canh rau hấp thêm mấy con tôm cho mẹ để mẹ ăn cơm. Vào bếp đổ cây trứng ốp la, lấy con cá kho thêm mặn mà để dành cho cha.